Miễn phí điều trị bệnh đau nhức xương khớp đến 3 ngày tại Thanh Hóa, sử dụng các phương pháp y học hiện đại thay thế đông y truyền thống. Với phương pháp y học hiện đại thì anh chị được tác động lên vùng da, vùng cơ và phục hồi các vị trí bị tổn thương, thoái hóa. Bao gồm anh chị được sử dụng các kỹ thuật điều trị không đau, không rát và không ảnh hưởng đến da thịt của bệnh nhân với phương pháp y học hiện đại. Trong lộ trình này thì anh chị sẽ được điều trị các bệnh về đau cổ vai gáy, đau cổ tay do thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thoái hóa xương khớp và anh chị được điều trị những cái bệnh về đau dây thần kinh tọa, nhức mỏi tê bì tay chân, cam kết điều trị bệnh dứt điểm đau nhức xương khớp chỉ trong thời gian ngắn tại Thanh Hóa. Đặt lịch theo số điện thoại 0918 727286 để được điều trị miễn phí 3 ngày tại Thanh Hóa.